Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh tin mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, lại tiếp tục một câu chuyện dị thường và kinh hoàng vừa xảy ra tại Trung Quốc liên quan đến nỗ lực khắc phục hậu quả của chính quyền sau khi hai cửa đập Yamata đã bị vỡ, làm hàng chục người chết và mất tích. Nhiều nhà cửa, công trình bị phá hủy, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Và trong quá trình thực hiện công việc này, những đội cứu hộ của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng mà rất nhiều người không thể tin vào mắt mình và không thể nào quên, khi họ nghĩ rằng có phải do mình quá mệt mỏi nên bị ảo giác hay đang sống ở một thế giới nào đó chăng? Đó là việc những người này đã mục sở thị việc âm mượn đường cùng nhiều tiếng kêu khóc ré lên khiến người ta nghe kinh sợ, rợn tóc gáy. Câu chuyện mang màu sắc ma mị kia nhanh chóng được lan truyền trên cộng đồng mạng và làm xôn xao dư luận. Nhiều lời bình luận cho rằng phải chăng khi thời suy thì quỷ lộng hành. Thưa quý vị, vài người trong đội cứu hộ đã chứng kiến kể lại rằng khi họ đang trong giờ nghỉ ngơi thì nhận được lệnh từ cấp trên sai toàn bộ lực lượng phải lập tức lên đường đến những vùng thiên tai tại Nghi Sơn, Trùng Khánh, Hồ Bắc để cứu viện. Do vậy, tất cả quân đội và hàng chục xe quân sự đã được điều động. Tuy nhiên, khi lái xe đến một nơi chỉ cách khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Nghi Sơn 1 giờ đồng hồ, thì xe của quân đội bỗng nhiên gặp vấn đề. Tất cả các kỹ thuật viên đã vội vã xuống xe để kiểm tra, nhưng không phát hiện ra bất kỳ hỏng hóc nào cả. Lúc này là khoảng 8 giờ tối, đèn pha trước đầu xe của tất cả các xe đều đột ngột tắt, do đó họ đành theo lệnh của cấp trên đậu tất cả các xe nép vào bên phải đường. Theo lời nhân viên cứu hộ kể lại, đoàn quân một lúc sau lại nhận được mệnh lệnh rằng tất cả nhân viên cứu hộ lên xe, bất kể nhìn thấy gì trước mắt đều không được phép nói hoặc làm náo loạn. Cứ như vậy, mọi người ở trong xe cho đến tận khuya, cuối cùng cũng không biết là đã mấy giờ. Vào thời điểm đó, toàn bộ nhân viên trong quân đội đều ở trong trạng thái nửa thức nửa tỉnh, chợt nghe thấy bên cạnh có tiếng vó ngựa ầm ầm truyền đến đánh thức tất cả mọi người. Chỉ thấy bên cạnh xe của lực lượng cứu hộ xuất hiện từng chiếc xe ngựa, mà những chiếc xe ngựa này đều xuất phát từ hướng khu vực thiên tai. Đến khi các thành viên thò đầu ra cửa xe thì nhìn ra bên ngoài, họ đã bị sốc vì thấy trên mỗi chiếc xe ngựa chở đầy đầu người. Những chiếc xe đó chạy qua chạy lại trong khoảng 30 phút, ước chừng có trên 180 chiếc. Khi tất cả xe ngựa đã đi qua, đội cứu nạn đã cố gắng khởi động lại ô tô. Thật thần kỳ, chúng lại hoạt động trở lại, sau đó quân đội tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi, có người đã dựa theo số đầu người trên xe ngựa đoán rằng đã có hơn 7.000 người chết trong trận vỡ đập. Người ta đã xác minh rằng thật sự đã có sự cố thiệt mạng tương đương với con số này sau đó. Âm binh qua đường trong trận lũ khẳng định là có thật. Hiện tượng này không phải là mê tín dị đoan, phong kiến nào đó mà là một hiện tượng khoa học hiện đại không thể giải thích được. Trận lũ lụt vừa qua đã làm cho nhiều khu dân cư bị san bằng chỉ trong phút chốc. Đây dường như là một thảm họa không thể lường trước cũng như không có cách nào ngăn cản được. Vì vậy, sau thảm họa, rất nhiều học giả, chuyên gia tập hợp lại nguyên nhân của trận lũ lụt tại đập Yamata đã bị sởn tóc gáy và lâm vào trạng thái trầm tư. Có nhiều người chứng kiến để lại các tình huống khác của những người đối mặt với thảm họa thiên nhiên. Đó là việc người chứng kiến kể lại những sự thật về hiện tượng khó hiểu trước và sau Yamata bị vỡ, suy ngẫm về con người trong tiến trình hiện đại hóa, làm thế nào để sống hòa hợp với thiên nhiên trên thế giới này, rốt cuộc có thần Phật, có thiên đường, địa ngục hay là luân hồi hay không. Với sự nhỏ nhất của chủ nghĩa vô thần lâu dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, câu trả lời của rất nhiều người Trung Quốc là không. Tuy nhiên, cho dù con người có thừa nhận hay không thừa nhận thần Phật, thiên đàng, địa ngục, luân hồi đều tồn tại một cách khách quan. Hơn nữa, có rất nhiều ghi chép trong sách cổ và truyền thuyết dân gian hàng nghìn năm của Trung Quốc, ngay cả thời hiện đại cũng có những câu chuyện như thế. Trong ký ức của một số những người may mắn sống sót sau trận lũ thì một nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương ở tại thành phố Nghi Sơn kể lại rằng lúc đó tôi đang ngủ say thì cơn lũ bất ngờ quét qua, tôi cố gắng vùng vẫy bơi đi trong dòng nước lạnh. Lúc này trong mông lung tôi tiến vào một thế giới khác, bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một người đàn ông mặc áo choàng dài khập khiễng bước tới trước mặt tôi. Mặc dù người đó cách tôi rất gần, nhưng tôi lại không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt ông ấy. Sau đó, ông ấy đưa tôi tiến vào một cái hố đen sâu hun hút, trước mắt tối đen như mực, cảm giác thân thể mình đi theo một cách không tự chủ. Khi đi đến cuối hố đen, tôi mới phát hiện ra trước mặt tôi là một cung điện nguy nga dưới lòng đất. Người đàn ông đi vào trong điện thông báo được một lúc thì tôi nghe thấy bên trong có người nói trong sổ sinh tử không có tên anh ta, hãy để anh ta về đi. Lúc này tôi mở mắt ra và thấy mình nằm trên giường bệnh từ lúc nào. Các bác sĩ và y tá đang cố gắng cấp cứu cho tôi. Rõ ràng nơi mà nhân viên ngân hàng 28 tuổi họ Vương nhìn thấy là âm tào địa phủ. Sở dĩ anh ta có thể trở lại dương gian từ cõi chết chính là vì anh ta vẫn chưa hết thọ mệnh, không đáng phải chết trong trận lũ lụt này. Sự việc này chắc chắn là để nói với mọi người rằng sống chết đều có số, không phải là lời bịa đặt. Thời gian sinh tử của một con người thật sự đã được ấn định từ lâu. Cũng trong diễn biến có liên quan, hiện tượng âm binh mượn đường thường xảy ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc và nhiều nhất là tại Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Âm binh mượn đường còn được gọi là âm binh qua đường. Đây là hiện tượng đã xảy ra tại nhiều nơi ở Trung Quốc, nổi tiếng là Tử Cấm Thành. Sau 5 giờ chiều, trong Tử Cấm Thành thường xuyên xuất hiện các cung nữ, thái giám, thậm chí là có người khóc lóc khiến người ta cảm thấy rùng rợn. Vì vậy, du khách không được phép ở lại Tử Cấm Thành sau 5 giờ chiều. Hiện tượng này cũng thường xuyên xảy ra ở các vùng núi sâu Thiểm Tây và Cam Túc, người dân địa phương gọi là sơn hưởng tiếng vọng của núi. Ở huyện Lục Lương, tỉnh Vân Nam, vì phát hiện hiện tượng này, những con la, ngựa đều sợ hãi đến mức không dám đi qua. Vì vậy, nơi đây có tên gọi là rãnh Kinh Mã. Trong dân gian lưu truyền rằng, sau trận động đất ở Đường Sơn, nơi đó đã xảy ra một trận âm binh mượn đường quy mô lớn. Âm binh mượn đường thường xảy ra sau khi một thảm họa đi qua, chẳng hạn như trong một trận động đất, nhiều người trong nháy mắt thiệt hại mà không kịp phản ứng, cho nên tích tụ quá nhiều oan hồn không muốn rời đi. Thế là quỷ môn quan liền mở ra, điện chủ sẽ phái âm binh đến nhân thế câu hồn. Những âm binh này tạo thành hiện tượng âm binh mượn đường, người ta cũng thường gọi là quỷ sai quỷ tướng. Tương tự như sự việc lần này là sự việc âm binh mượn đường trong Tử Cấm Thành. Khi đó, một kiến trúc sư đã đưa ra lời giải thích, âm binh mượn đường có thể là do điều kiện tự nhiên tương tự thời cổ đại. Khi có quân đội đi qua, nơi này nhiều từ trường cho nên hình ảnh của họ được ghi lại. Các chuyên gia giải thích, âm binh mượn đường là một hiện tượng siêu nhiên cực kỳ hiếm gặp. Những âm thanh kỳ quái xuất hiện trong trận động đất là do chức năng ghi âm của nham thạch, cho nên lúc đó địa chấn qua đi tự nhiên phát sinh biến hóa to lớn, dẫn đến phát ra rất nhiều âm thanh kỳ quái. Hiện tượng âm binh mượn đường sau trận động đất Đường Sơn đúng ra là đã xảy ra, nhưng hiện tượng này không phải là mê tín thời phong kiến mà là hiện tượng khoa học hiện đại không thể giải thích được. Trận động đất ở Đường Sơn giống như 400 quả bom nguyên tử Hiroshima bất ngờ phát nổ trong lớp vỏ cách mặt đất 16 km. Thành phố của dân số 1 triệu người ngay lập tức bị sàn thành bình địa. Đây dường như là một thảm họa không thể lường trước và không có cách nào ngăn cản, khiến cho các học giả đi tìm nguyên nhân của trận động đất sau khi thảm họa xảy ra đều kinh hoàng và chìm sâu vào suy nghĩ. Cuốn Trận động đất Đường Sơn ấn bản kỷ niệm 30 năm đã ghi lại toàn cảnh đủ loại đến biểu hiện khác nhau của con người khi đối mặt với thảm họa thiên tai tại thời điểm đó, ngược dòng tìm hiểu những sự thật về hiện tượng khó hiểu trước và sau trận địa chấn, qua đó gợi lên suy ngẫm nhân loại trong tiến trình hiện đại hóa rốt cuộc phải làm như thế nào để có thể chung sống hòa hợp với tự nhiên. Hậu quả khủng khiếp của bão số 4, toàn Sơn Đông biến thành biển nội địa. Thưa quý vị, sân bay ngập nước, chung cư phải phá tường để thoát nước, người dân than trách chính quyền. Do ảnh hưởng của bão số 4, toàn bộ bán đảo Sơn Đông Trung Quốc phải hứng chịu những cơn mưa lớn. Nhiều thành phố ở Sơn Đông đã phát tín hiệu cảnh báo mưa lớn màu đỏ, đặc biệt Thanh Đảo bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cả sân bay Thanh Đảo bị nhấn chìm. Rất nhiều ô tô trên đường phố, khung cảnh giống hệt như một biển nội địa. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông địa phương, do ảnh hưởng của bão số 4, bán đảo Sơn Đông và những nơi khác có mưa rất to và mưa cục bộ. Thanh Đảo, Trư Biển, Lai Tây, Yên Đài và những nơi khác đã ban hành cảnh báo mưa lớn màu đỏ. Hầu hết các danh lam thắng cảnh, trường học đã phải đóng cửa, giao thông đường bộ gần như tê liệt. Nhiều chuyến tàu bị hoãn, tạm dừng hoạt động. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy sân bay Thanh Đảo mênh mông biển nước, nước mưa sâu tới 20 cm. Trong khi Thanh Đảo bị ngập lụt thì truyền thông của chính quyền Trung Quốc đã làm một video chế nhạo hệ thống cống rãnh do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm, khiến cư dân mạng phàn nàn. Thật là nực cười, đất nước hùng mạnh như vậy lại đi hy vọng vào hệ thống nước do người Đức xây dựng cách đây hơn 100 năm rằng sẽ không bị ngập lụt. Sự vùng lên của một cường quốc hóa ra lại phụ thuộc vào nước ngoài. Cho dù những điều tốt đẹp được nước bạn mang đến, chúng cũng sẽ trở thành rác rưởi bởi vì phía chính quyền chỉ biết đòi hỏi không biết bỏ ra. càng không biết bảo vệ sự tồn tại của Đảng Cộng sản Trung Quốc là một điều xấu hổ đối với thế giới. Người ta cũng nói rằng những người có lương tâm trong Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nhầm lẫn đúng sai rồi. Người dùng mạng Interland cho biết, người dùng mạng Interland đăng một video cùng dòng bình luận: Chung cư Nguyên Trang ở Thanh Đảo bất ngờ đập tường để xả nước. Đây là suy nghĩ của người Trung Quốc, chỉ cần đập phá, giết chóc. Trong mắt người Trung Quốc không có sự hướng dẫn, không có giao tiếp, không có đôi bên cùng có lợi, không có tương lai. Chỉ có suy nghĩ rằng liệu lợi ích này có thể thu được ngay bây giờ hay không. Thật ấn tượng, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không bị loại bỏ, không có tương lai, không có hy vọng, không có nền văn minh và mọi thứ cuối cùng sẽ chỉ là cái chết. Trong video, thành phố Lâm Nghi bị ngập lụt, người dùng mạng Trung Quốc viết: Một trong những điều tuyệt vời của Đảng Cộng sản Trung Quốc là tất cả đều là lỗi của người khác, do lỗi của bão mà thành phố ngập lụt như thế này, do thảm họa tự nhiên. Gió là một thiên tai, ngủ là một thiên tai, đi bộ là một thảm họa tự nhiên, thậm chí ăn vào có thể gây ra thiên tai. Ý nói tới lệnh cấm ăn thừa đồ ăn để bảo vệ an toàn lương thực thực phẩm. Thiên tai lớn nhất là Đảng Cộng sản Trung Quốc, chúng ta phải thoát khỏi những thảm họa Đảng Cộng sản Trung Quốc. 2 tuần trước, Sơn Đông đã có tổng cộng 44 cảnh báo bão, 25 cảnh báo mưa lớn có hiệu lực. Người dùng mạng đăng bài trước đây đã cảm thán sau khi đăng lời than của một vùng Sơn Đông: Hãy để mọi người nghe vương chữ Sơn Đông chính thống. Quản lý đất nước thật sự rất dễ dàng. Đây là cách dễ nhất để quản lý đất nước. Nếu bạn có nhiều người, bạn sẽ phải kế hoạch hóa gia đình. Nếu bạn có nhiều ô tô, bạn sẽ có số chẵn và số lẻ. Nếu vận khí không tốt, bạn sẽ ra lệnh cho các công ty ngừng sản xuất. Nếu không đủ tiền, bạn sẽ tăng thuế. Bạn sẽ diễu hành nếu bạn không thuyết phục được dân. Bạn sẽ làm dân sợ chết khiếp. Nước lũ không chỉ biến các con phố ở Sơn Đông thành biển nước, mà cả những khu vực nông thôn cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ước tính khoảng 5.000 mẫu ngô, lúa và lạc ở nông thôn đã bị nước lũ tấn công. Một số khu vực chìm hẳn trong nước biển mênh mông, những khu vực cao hơn cũng bị ngập trong nước, ngô đang ra bắp và lạc đang xuống vụ. Một nông dân cho biết do bị ngập nước nên chắc chắn rằng năng suất sẽ bị ảnh hưởng. Tại Đông Hưng, Quảng Tây, một chiếc tàu bị lật và rất nhiều sầu riêng trôi dạt vào bãi biển, ước tính có khoảng 25 tấn. Những người dân ở đây đã không giúp chủ tàu mà còn ra hôi, đã vớt sầu riêng mang về. Mặc dù chính quyền địa phương can ngăn nhưng không được, dân làng ở đây vẫn xuống biển, giành giật nhau, mang lên xe ô tô kéo về nhà. Nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc ngán ngẩm than rằng không có cách gì trước cảnh cướp bóc này. Trái ngược với cảnh bi đát do cơn bão số 4 đang nhấn chìm Sơn Đông, thì tại Sơn Tây, nước lũ lại tràn đê vào trong làng, mang theo rất nhiều đàn cá. Người dân ở đây hò nhau bắt cá trong không khí rất vui mừng. Và họ nói đây không phải là nước mà là tiền. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.